Thưa quý vị, bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Đảm Đang Khéo Léo, nên mà quý vị có thể thêm trong cái danh sách bữa ăn của mỗi một gia đình những cái công thức mới. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn Tây Bắc. Vùng đất Tây Bắc không chỉ nổi danh với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hài hòa bởi núi, bởi sông, bởi bầu trời khi nào cũng trong xanh và khiến cho người ta cảm giác lên đây mình được thoải mái và thư giãn. Những nét đẹp và sự độc đáo ở trên vùng non cao của Tây Bắc đã khiến cho những nét văn hóa ẩm thực ở đây cũng không kém phần làm cho người ta thương nhớ khi rời khỏi mảnh đất này. Và Pa Đỉnh Tộp là một trong những tên gọi của một món ăn rất là đặc biệt, đó chính là cá suối nướng của đồng bào dân tộc Thái. Đây là món ăn mà không chỉ có giá trị ẩm thực cao mà còn là một thước đo đánh giá bằng tay khéo léo của những người chế biến. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng với phóng viên của chương trình đi tìm về mảnh đất dẻo cao của Tây Bắc ở Nghĩa Lộ, Yên Bái để học cách làm món cá suối nướng. Mảnh đất Tây Bắc đại ngàn không chỉ đa dạng văn hóa các dân tộc mà còn có nét ẩm thực vô cùng độc đáo. Tây Bắc là nơi có nhiều dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống. Mỗi dân tộc thiểu số đều có những món ăn truyền thống riêng mang đậm sắc thái dân tộc mình. Nằm trên vùng núi cao xa xôi của Tổ quốc, cuộc sống của người dân Nghĩa Lộ, Yên Bái chủ yếu là nông nghiệp và chăn nuôi. Tập quán canh tác lúa nước, chăn nuôi thả rông đã tạo nên những ảnh hưởng nhất định đến ẩm thực, văn hóa nơi đây. Mỗi khi nhắc đến ẩm thực của mảnh đất này, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn được chế biến từ vật nuôi thả rông hoặc gạo nếp, rau rừng hoặc những gia vị mang đậm hương rừng Tây Bắc như mắc khén, hạt dồi với công dụng là để tẩm ướp các loại thức ăn. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình khám phá Mường Lò hôm nay thì chúng tôi đã tìm đến chị Lường Thị Minh, là người dân của xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, để tìm hiểu về nghệ thuật ẩm thực của người dân tộc Thái. Chị Minh này, tôi đã thấy chị có chuẩn bị ở đây rất là nhiều những cái con cá chép tươi ngon như thế này. Theo tiếng Thái thì cá chép nướng người ta gọi như thế nào chị nhỉ? Người Thái bên em gọi là Pa Tỉnh Tộp ạ. Pa Tỉnh Tộp. Vâng, một món ăn mà khá là nổi tiếng. Khi mà tôi tìm hiểu các thông tin về ẩm thực của người Thái thì tôi thấy nhắc đến món này rất là nhiều. Ở đây thì tôi có thấy chị chuẩn bị khá là nhiều các nguyên liệu và thậm chí là có những cái loại nguyên liệu rau rất là lạ nữa. Ví dụ như là cái rau này chẳng hạn, thì đây gọi là rau gì vậy chị? Vâng, món này là gọi là người Thái mà em gọi là phắc nam min. Phắc nam min à? Còn là tiếng ra tiếng phổ thông gọi là rau thối. Còn cái tên của nó thì có vẻ lạ một chút ạ, nhưng mà gọi là rau thối nhưng mà thực ra ăn thì không thối chút nào. Đúng một cái tên rất là kỳ dị, nhưng mà khi mà tôi ngửi thì tôi cảm thấy là nó không hề giống cái tên một chút nào cả, và thậm chí tôi thấy nó có giống mùi của rau bò khai cũng của người Tây Bắc, có đúng không chị? Vâng. Nó cũng cái mùi nó lại lại kiểu như thế ạ. Để làm được món Pa Tỉnh Tộp chứ danh của người dân tộc Thái ở Tây Bắc, chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau: hành lá, gừng, xả, ớt, thìa là, rau thối, một loại rau không thể thiếu của người Thái. Ngoài ra cần có những nguyên liệu như hạt mắc khén, hạt tiêu, dầu ăn, muối, mì chính. Đối với người Thái, những nguyên liệu rau củ này luôn có sẵn trong vườn nhà. Theo họ, gừng, xả, ớt, mắc khén, hạt tiêu còn được dùng để chữa nhiều loại bệnh về giải cảm và tiêu hóa. Nguyên liệu chính của món ăn này chính là cá suối. Những con cá được đánh bắt từ suối tự nhiên sẽ có vị bùi, thơm, luôn tươi ngon và chắc thịt. Cá suối khi đánh bắt về sẽ làm sạch, mổ bụng để ráo nước. Khi bắt tay vào chế biến thì việc đầu tiên là đập dập xả, thái thật nhỏ các nguyên liệu là xả, gừng, ớt. Các nguyên liệu này thái càng nhỏ càng tốt vì khi ướp cá sẽ rất ngấm vào từng thớ thịt của cá. Tiếp đó là thái nhỏ các loại rau khác như hành lá, thìa là và rau thối. Tất cả cũng được băm nhỏ, trộn đều cùng với các loại gia vị như hạt mắc khén, hạt tiêu, dầu ăn, muối, mì chính. Trộn đều tất cả,
sau đó đặt vào bụng của cá suối. Quá trình này rất quan trọng vì pa pỉnh tộp có hương vị như thế nào thì những thao tác này sẽ quyết định. Sau khi cho các loại gia vị vào bụng cá, hãy cuộn phần thịt cá lại, giữ cố định trong vỉ nướng thật gọn gàng. Để pa pỉnh tộp thêm trọn vị thì không thể thiếu các món rau rừng ăn kèm. Những loại rau thập cẩm này được hái về rửa sạch để khô ráo rồi đem đi xào qua với lửa. Quá trình nướng cũng lắm công phu. Nhiệt độ để nướng cá cũng ở mức vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Phải nướng bằng than hoa mới cộng hưởng đủ cả mùi thơm và nhiệt độ. Người ngồi nướng cá cũng phải thật kiên trì, giữ cho chín dần, chín đều, không để nóng vội, để sát cá vào bếp lửa. Nếu được ghé thăm nhà của người dân tộc Thái và thưởng thức món cá nướng pa pỉnh tộp, du khách sẽ khó lòng quên hương vị độc đáo này. Tục ngữ Thái có câu: gà tơ tần đem đến không bằng pa pỉnh tộp đem cho. Cá nướng này chân quý không chỉ bởi giá trị ẩm thực mà còn bởi ước lượng chuẩn xác và bàn tay khéo léo của người làm ra nó. Và các bạn thân mến, như vậy là tôi và chị Minh đã hoàn thành xong hai món ăn rất đặc biệt, đó là món pa pỉnh tộp và món rau nộm thập cẩm. Gọi là rau nộm thập cẩm nhưng mà thực ra là đã được làm chín, được sôi lên rồi. Và khi ăn hai cái món ăn này với nhau thì quý vị hoàn toàn không sợ bị ngấy, bởi vì những chất vitamin ở trong rau củ quả rừng như thế này rất là có lợi cho sức khỏe. Đồng thời món pa pỉnh tộp của chúng ta thì mang lại một cái hương vị rất là độc đáo. Và đến với Tây Bắc thì quý vị có thể hoàn toàn tìm những món ăn này, thưởng thức những món ăn này một cách rất là dễ dàng. Bởi vì là ở nhà, dưới mái nhà của những người dân tộc Thái thì đều có thể làm được những món ăn như thế này. Vâng, món cá nướng pa pỉnh tộp là một cái món ăn rất là ngon ở trên Yên Bái, không chỉ là ở Nghĩa Lộ đâu, mà nếu như mà chúng ta đi cao hơn lên cho đến Mù Cang Chải thì ở trên đó các cô gái trắng sẽ làm món pa pỉnh tộp rất là ngon. Bản thân Hương Quỳnh thì đã có cơ hội được lên đến Mù Cang Chải và được tham gia vào cái việc là làm cái món cá pa pỉnh tộp đấy rồi, thì mình sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều các loại gia vị, chứ nó không chỉ đơn giản như cái việc là chúng ta mang một con cá ra cho một ít gia vị ướp lên để cho nó có một cái độ thơm, độ mặn nhất định mà chúng ta mang đi nướng đâu ạ. Như quý vị vừa mới thấy ở trong cái clip phóng sự vừa rồi mà chúng tôi đã thực hiện thì sẽ có rất là nhiều những cái loại lá này, rồi có cả mốc mật, rồi các thứ đủ các loại gia giảm khác nhau của người dân tộc Thái nữa. Và có một cái điều mà Hương Quỳnh thấy rằng là ăn pa pỉnh tộp ở trên Yên Bái, ở trên Mù Cang Chải nó ngon hơn ở đây, đó là có thể do một phần cái nguồn nước nữa. Vậy hả? Hay là do cái cảnh vật ở đó làm cho mình tự nhiên mình thưởng thức ngon cái hơn. Chị thấy là cái nguồn nước rồi cái loại cá nữa. Thì cá suối bao giờ cũng thấy là đã gọi là cá suối thì tức là nó lớn lên ở những cái con sông, con suối ở đầu nguồn. Và thường thì nó sẽ có một cái gọi là thế nào nhỉ? Tươi ngon nhất định á. Chứ nó không phải như là mình ăn ở đây á. Tại vì nó được bơi rồi, phải vượt qua nhiều đá núi cho nên thì nó chắc hơn. Đúng, có thể là như thế. Thành ra là ăn nó sẽ cảm giác là nó ngọt thịt hơn, nó thơm hơn. Và như ở trên Yên Bái thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có đi qua Nghĩa Lộ thì sẽ đến một cái khu vực mà cũng rất là nên thơ. Và sau đó thì chúng ta mới đi lên đến Mù Cang Chải. Và bỗng nhiên Hương Quỳnh quên mất rồi. Chúng ta hay đi lên đó và cũng hay mua cốm. Thì sẽ có
Xôi bảy màu hả? Không phải xôi bảy màu đâu, có gạo, tức là nó có một cái loại gạo ngon nổi tiếng, à gạo Tú Lệ. Tức là cơm lam. Cơm lam Tú Lệ và rồi gạo Tú Lệ tức là gọi là nếp nương, gạo nếp Tú Lệ. Thì nói thật nhá, nếu mà mua gạo Tú Lệ ở trên đó mang về Hà Nội ăn thì không thấy nó ngon như là ở trên đó người ta nấu đâu á. Thế nên mới nói là cái câu chuyện cái nguồn nước nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nên nếu như mà chúng ta ăn Papi Tộp ở miền xuôi, ăn ở những cái thành phố lớn mà chúng ta đã thấy ngon rồi thì vẫn một lần nên lên đến Tây Bắc, lên đến Yên Bái, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, nơi mà có người Thái sinh sống, để có thể ăn một cái món Papi Tộp chính vị từ tay người dân ở đây làm, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị thơm ngon của nó nhiều hơn, và cũng sẽ là cái học cái cách để chúng ta có thể làm những cái món đó ở nhà mình tại ngon vì cái hơn, con cá mà nó xuống dưới đây là nó không có được treo đèo lội suối như con cá ở trển, cho nên là ở trên đó sẽ ngon hơn. Và vâng, thưa quý vị, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì mặc dù là có thể là ngay bây giờ chúng ta chưa có điều kiện để chúng ta đi du lịch, chưa có điều kiện về thời gian để đến với lại Yên Bái, Nghĩa Lộ, thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể ở nhà để làm ra những cái món cá nướng, món ba bỉnh tột thật là ngon để chiêu đãi cho những người thân trong gia đình của mình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại thời lượng live stream trực tuyến trên fanpage VTC9. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục với tiểu mục Sống Vui thông qua màn ảnh nhỏ.